Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho nước Burkina Faso. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm 13 tháng 11, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi hòa bình và ổn định cho Burkina Faso. Tôi đặc biệt nghĩ đến nước Burkina Faso thân yêu, từ lâu nay đã bị thử thách vì bạo lực tái diễn. Và mới đây, một vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của gần 100 người. Đức Thánh Cha nhắc đến vụ nổ bom xe buýt hồi tuần qua. Gia tăng nỗ lực đối thoại và hòa hợp, phó thác cho Chúa tất cả những nạn nhân, những người bị thương, vô số người phải di tản và những người phải chịu đựng những thảm kịch này, Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi. Tôi kêu gọi bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất và tôi khuyến khích chính quyền dân sự và tôn giáo và tất cả những người được thúc đẩy bởi thiện ý để gia tăng những nỗ lực của họ theo tinh thần của tài liệu về tình huynh đệ Abu Dhabi để thúc đẩy đối thoại và hòa hợp liên tôn. Burkina Faso là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới với đa số dân theo Hồi giáo, với 26 nhóm sắc tộc, 65 ngôn ngữ địa phương. Trước đây, quốc gia này tương đối ổn định, nhưng trong những năm gần đây, tình hình trở nên bất ổn khiến cho hơn nửa triệu dân phải di tản.